Bố ơi, không có xem YouTube cơ. TV này chán chết đi được, chẳng có gì xem cả. Hay là mình bán nó đi. Đấy, biết ngay TV thế nào cũng sẽ bị vứt đi đầu tiên mà. Cái gì bây giờ cũng smart hết cả rồi, mà con TV còn chưa thông minh lên kịp thì đúng là đồ bỏ. Đúng thật là khổ thân. Thôi chết, TV nó thế kia thì không biết đến khi nào từ số mình bị bỏ đi nhỉ. Thôi, tiêu rồi, mình sắp bị vứt đi thật rồi. Mình vẫn còn chạy tốt cơ mà. Cần gì phải mua TV mới cho tốn tiền? Có Viettel TV Box đây rồi. Lắp cái này, TV thường lập tức biến thành Smart TV ngay. Ôi, vị cứu tinh của đời ta đây rồi. Chàng tới cứu mình thoát khỏi kiếp quê mùa lạc hậu đây mà. Chào em, anh sẽ giúp em lên đời với 151 kênh, gồm chùm kênh VTV Kép, các kênh nước ngoài đặc sắc. Em còn có thể truy cập kho ứng dụng trên Google Play. Từ giờ cả nhà sẽ tha hồ YouTube, Facebook, karaoke, cày game em nha. Hi hi, anh làm em thật mắc cỡ. Không, em bây giờ đã ở một đẳng cấp rất khác. Em còn có thể làm được nhiều chức năng tuyệt vời như tìm kiếm bằng giọng nói này. Chưa hết đâu, em còn có khả năng xem lại chương trình trong vòng 7 ngày, tua lại 2 giờ siêu xịn nha. Từ giờ, em không cần lo sợ bà chủ sẽ bỏ lỡ những chương trình yêu thích nữa nha. Để em đỡ vất vả, anh còn có thể san sẻ việc cho cậu TV phòng bên nữa cơ. Chỉ cần một tài khoản, có thể sử dụng trên một TV thường, một Smart TV đó em à. Ý trời, em còn có thể chiếu nội dung từ điện thoại lên TV này. Xịn quá anh ơi. Anh ơi, Viettel TV Box thông minh thế thì chắc là đắt lắm nhỉ? Không không, chỉ với 1.550.000 để sở hữu trọn đời Viettel TV Box. Ngoài ra còn được tặng 12 tháng gói cước Net TV xem truyền hình trong nước và quốc tế siêu xịn của Viettel. Hóa ra chương trình không hay không phải là lỗi tại TV mà do nhà mình chưa lắp Viettel TV Box sớm mà thôi. Viettel TV Box, gọi ngay hotline 1800 8168. Viettel TV Box, giải trí không giới hạn.